Vâng, em Mạnh Lợn Rừng xin chào toàn thể bà con trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay em Mạnh Lợn Rừng xin làm cái video chia sẻ với mọi người là có nên tắm cho con lợn rừng không? Tắm thì tắm như thế nào để cho nó đúng cách để tránh con lợn nó bị ốm. Đấy. Thì qua video thì em muốn chia sẻ với bà con và mọi người có thể để làm video tham khảo. Đấy, nếu mà những chia sẻ của em còn thiếu điều gì thì mong mọi người góp ý đấy, để em được học hỏi thêm. Thì về việc có lên tắm hay không thì ví dụ như vào mùa hè chẳng hạn thì là thời tiết rất nóng nực đấy, nếu mà cái việc làm chuồng trại của mình ấy mà nó chưa đúng ấy thì là mình đang nuôi nhốt chuồng ấy thì là mình cũng phải lên tắm cho nó. Nhưng mà tắm như thế nào thì ví dụ như nái bầu nhá, dàn nái bầu của em chẳng hạn, thì em sẽ đưa vào cái chuồng. Thì em thiết kế là những cái chuồng đấy thì không có cái hệ thống là đi ra ngoài để đầm để tắm đấy, thì em xịt lên chuồng ướt đấy nhá các bác nhá. Đấy, em xịt cái lên chuồng nó ướt đã. Xịt qua hết một loạt dãy chuồng đấy, thì mình sẽ xịt hết một loạt dãy chuồng đấy để cho những cái con lợn ở trong chuồng ấy, lợn nó được đầm đã đấy, cái thân nhiệt của nó đang rất là nóng nhé đấy, thì để nó đầm xuống cái nền để cho nó mát, nó hạ cái thân nhiệt nó đã để nó ổn định đấy. Thì sau khi đó là chúng ta rửa hết đấy, vì chúng ta phải vệ sinh rửa chuồng đúng không? Thì nhiều lúc nếu mà mình vệ sinh chuồng ấy mà mình xịt thẳng luôn vào nó thì dẫn đến việc là con lợn nó sẽ bị ốm vì nó hạ thân nhiệt quá nhanh. Đấy, chẳng hạn như người chẳng hạn đang đi nóng nực gì đấy mà tự nhiên lại chẳng hạn như mình vào điều hòa luôn ngay tức khắc, hoặc là đang nóng như vậy mà mình tự nhiên dính mưa thì rất là dễ dẫn đến việc là mình sẽ bị ốm nhá. Đấy, dẫn đến việc con lợn là hay bỏ ăn rồi nọ kia, sốt cao. Đấy, thì đa số những cái trường hợp mà lợn bỏ ăn vào mùa hè là rất nhiều, vì các bác là nhiều bác là cứ thấy trời nóng quá đấy, thế thương con heo đấy, nó nóng nực như thế đi vào chuồng lợn nó hầm hập đấy, thì các bác ấy lại tắm cho nó luôn, dẫn đến việc con lợn nó sẽ bị ốm nhá. Đấy, thì chia sẻ với các bác là vẫn nên tắm đấy, tắm và chuồng, nền chuồng thì ngày nào cũng phải rửa để cho nó sạch sẽ với lại nó mát mẻ hơn cho con lợn. Nhưng mà vì khi mà con lợn nó chờ thời tiết trời nắng ấy thì nó lại hay đè lên, nằm lên phân nó để cho nó mát đấy, nên là dẫn đến việc con lợn nó bẩn thì là các bác lại hay tắm luôn cho nó, hay rửa luôn người cho nó, nên là nó sẽ bị ốm đấy, nên là các bác nên lưu ý. Tiếp theo là về mùa đông thì nó trời thì nó hay âm u, nó rét, nhưng ngoài miền Bắc bọn em là vậy, âm u rồi rét rồi mưa dậy kéo dài. Thì nếu mà mình mà hay rửa chuồng quá ấy, mình mà hay rửa cái nền chuồng quá thì cũng dẫn đến con việc con lợn là nó lúc nào nó cũng sống trong cái môi trường ẩm ướt đấy các bác. Đấy, thì nó lại hay bị nấm da rồi mụn ghẻ. Thời tiết như vậy thì mình tắm cho nó thì nó sẽ bị rét, bị lạnh, nó cũng dẫn đến việc con lợn nó bị ốm nữa đấy, nên là các bác nên lưu ý là mùa đông thì mình lên chỉ hót phân thôi, hãy hót phân cho nó đấy, còn khi nào mà trời nắng ráo thì hẵng lên tắm cho nó. Vì mùa đông là ngoài trời thì nắng thật nhưng mà đi vào trong thì nó vẫn mát đấy, chứ không giống như mùa hè. Nếu mà để mà ok nhất, các bác có thể thiết kế chuồng trại theo dạng bán chăn thả là ở trong chỗ mình chăn nuôi, và bên ngoài là nó đi ra này đấy, nó đi ra ngoài này đấy, ngoài các bác có thể đổ xi một nửa, còn một nửa thì các bác để bùn cho nó, để đất cho nó thì nó sẽ đầm, rồi nó khi nào nóng nực ấy hoặc là ấy là nó tự ra nó đầm. Nếu mà con lợn nó tự tắm tự nhiên ấy thì là nó ít khi gặp việc vấn đề về sức khỏe lắm, nhưng mà nếu mà mình mà cứ tác động như xịt nước trực tiếp rồi nọ kia thì là con lợn nó sẽ hay bị ốm, bị đau nhá. Đấy, thì
Thì qua video thì em Mạnh Lợn Rừng cũng đã chia sẻ với bà con chăn nuôi về việc là có lên tắm hay không, thì bà con có thể tham khảo để mà mình khắc phục cái việc là có lên tắm cho nó hay không. Đấy, thì cảm ơn bà con rất nhiều. Nếu mà yêu quý và quan tâm về con lợn rừng lợn bản thì hãy đăng ký kênh dưới góc màn hình để ủng hộ em Mạnh Lợn Rừng. Thì em Mạnh Lợn Rừng sẽ chia sẻ tiếp những video, thì khi chia sẻ mọi người sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn bà con nhé. Chúc bà con chăn nuôi luôn luôn thành công. Bye bye.